Ok, xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VTY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ tất cả các anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng là một ngày cuối tuần, một ngày 4 tháng 12, một ngày thứ bảy, thì em cũng tranh thủ mình quay trở lại là một cái video ngắn để em cùng anh chị mình phân tích về những cái diễn biến của thị trường trong một cái phiên vận động ngày hôm qua. Liệu thị trường đã tạo đỉnh chưa hay chỉ là một cái pha điều chỉnh để củng cố cho một cái xu hướng tăng, và ở những cái vận động của các dòng cổ phiếu, đâu là những dòng cổ phiếu mạnh, đâu là những dòng cổ phiếu yếu, và có những dòng cổ phiếu gặp một cái áp lực chốt lãi tương đối lớn, thì mình cũng sẽ cùng nhau đi phân tích trong một cái video ngày hôm nay. Hay là những anh chị mình chưa có được xử lý cổ phiếu thì mình nên làm gì trong những cái vận động ở phiên đầu tuần thứ hai tuần sau, thì video ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau đi phân tích cho nó kỹ để con anh chị mình đưa ra được những cái chiến lược đầu tư cho nó tốt nhất. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả, thì anh chị nhà đầu tư mình có thể để lại giúp em một phần đăng ký kênh, một phần like và để lại những phần nhận xét bên dưới video. Em cũng xin cảm ơn chị mình rất nhiều để chúng ta cùng nhau đồng hành trong những chặng đường tiếp theo trên thị trường chứng khoán. Thì đầu tiên anh chị mình thấy là gì? Chúng ta trải qua một cái tuần giao dịch vừa rồi, một cái tuần phải nói là vô cùng biến động của thị trường tài chính thế giới, của thị trường chứng khoán toàn cầu, xung quanh một cái câu chuyện biến chủng mới Omicron ấy, và VN-Index của chúng ta cũng không ngoại lệ, kết thúc một cái tuần giao dịch bằng một cái phiên giao dịch anh chị mình thấy là một cái yếu tố tương đối buồn và không mấy tích cực từ thị trường, đúng không? Đấy, thì liệu thị trường đã chết chưa hay chỉ là một cái pha điều chỉnh nhất thời, thì em cũng sẽ đi phân tích với chị mình và mình cùng nhau bóc tách những cái luận điểm, những cái lý luận cho một cái video hôm nay. Và trước khi mà mình đi bóc tách chuyên sâu hơn về những cái vận động thị trường ấy, thì em cũng xin chia sẻ ngắn gọn chị mình như thế này về những cái quan điểm đầu tư thị trường. Thì thị trường chứng khoán là một cái kênh đầu tư thị trường của quan điểm, mỗi người một cái góc nhìn, mỗi người một cách phân tích thì mới tạo nên được cái bản chất vận động của thị trường. Có chốt lãi thì sẽ có cắt lỗ, có mua thì sẽ có bán, có vui khi cổ phiếu tăng trần thì mình cũng sẽ có những cái cảm xúc buồn trở lại, ảm đạm trở lại khi cổ phiếu của mình quay ra giảm điểm hoặc là chỉ mất đi những cái phần lợi nhuận. Có hưng phấn thì cũng sẽ có lo sợ. Đơn cử là cái phiên điều chỉnh như ngày hôm qua, một phiên giảm đâu đấy khoảng hơn 38 điểm, thì nó cũng làm cho cái tâm lý giao dịch đa số nhà đầu tư mình sẽ tương đối là lo sợ về những cái biến động thị trường. Đó mới chính là những cái bản chất thị trường đấy. Và khi mà nhìn thấy gì, thị trường nó vận động không có thuận theo những cái yếu tố mà chúng ta phân tích ấy, thì ngắn hạn cái áp lực và cái cổ phiếu của mình giảm điểm thì đó là cái điều tất yếu trên những cái tài khoản của nhà đầu tư. Và cái bản chất em cũng như anh chị nào trong hệ thống khách hàng bên em đi, thì mình cũng đang có những cái yếu tố về áp lực ngắn hạn về tài khoản của mình đấy, cho nên đó là cái điều mình không thể nào mình tránh khỏi. Mặc dù có nhưng mà cổ phiếu mình vẫn có những cái vị ấy mua tốt, cổ phiếu tăng lại mình chưa có thực hiện hóa được lợi nhuận, thì khi cổ phiếu quay đầu lại và đâu đó có những yếu tố về giảm điểm thì mình vẫn chấp nhận với những yếu tố đó, và mình sẽ có những cái góc nhìn nó xa hơn về cái sự tiềm năng và cái dư địa của thị trường liệu có còn hay không, để mình tiếp tục mình cầm nắm cổ phiếu đấy. Và trên thị trường chứng khoán này ai cũng mong muốn là gì, mình bán thì được ngay đỉnh, với mình mua trở lại thì được ngay những cái vùng giá đấy, thì đó là cái điều mong muốn của tất cả đại số anh chị nhà đầu tư. Nhưng đỉnh ở đâu, đáy ở đâu thì bản chất đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ai biết được, cho nên chị mình lưu ý đó là một cái hành động, một cái vận động tương đối khó mà để chị mình xác định được là mua đáy hay là chị mình bán đỉnh, lưu ý ha đấy. Và trong một cái phiên hôm thứ sáu vừa rồi là một cái phiên mà chúng ta cũng có thể xác nhận với nhau là gì, một cái phiên giảm điểm tương đối lớn của thị trường. Thị trường giảm nó đấy hơn 38 điểm đấy. Cái áp lực giảm điểm ấy chủ yếu là xuất phát sau một cái giai đoạn 2 giờ và trong một cái biên độ ATC đấy, chị mình lưu ý đấy. Và cái bản chất một cái phiên giảm điểm biên độ lớn ấy thì không thể nào mà em đi phân tích với chị mình đây là một phiên tốt được, đây là một cái phiên vận động tích cực được, mà mình phải đi phân tích một yếu tố nó khách quan nhất để cho chị nào đang cầm tiền nè, mình có những cái sức mua nè, hoặc là chị nào đang cần cổ phiếu ấy, thì mình cũng biết được cái cách để mình xử lý hoặc là cái chiến lược đầu tư cho nó phù hợp nhất. Nhưng mà mình cũng không nên quá tiêu cực với những cái biến động thị trường sau một cái phiên nó giảm điểm đấy, và mình tránh những cái trạng thái mình quá hoảng loạn, mà mình hãy đi tìm những cái điểm sáng trong một cái bức tranh tối ngày hôm qua. Thì liệu đâu là một cái điểm sáng trong một cái bức tranh tối, thì chị mình lưu ý đấy. Thì điều đầu tiên ấy thì mình thấy là gì, nếu như mà mình xét về một cái góc độ về khối lượng, thì cái vận động xuyên suốt của thị trường trong một cái phiên ngày hôm qua thì nó mang cái yếu tố vận động khối lượng tương đối thấp, cái tốc độ giao dịch là cực kỳ chậm. Thì mình sẽ cùng nhau đi phân tích ở một cái chạc nó nhỏ hơn, là một cái chạc 30 phút ấy, thì anh chị sẽ cùng nhau thấy rõ được những cái yếu tố vận động của thị trường. Thì vận động trước đó ấy, trước khi mà thị trường nó xuất hiện cái biến cố, những cái áp lực mà giảm điểm, áp lực bán tháo ấy, thì thị trường vận động trong một cái biên độ tương đối hẹp. Anh chị mình lưu ý đó là những cái biên độ vận động tạo một cái sự chán nản cực kỳ cao cho nhà đầu tư, người mua thì cũng không dám mua, người bán thì cũng không dám bán, và cái biến cố chỉ thật sự xuất hiện trong cái giai đoạn sau 2 giờ. Anh chị mình lưu ý sau 2 giờ total lại cái biên độ thị trường giảm điểm ấy, gần 33 điểm, đó là một cái yếu tố giảm điểm em đánh giá là tương đối lớn đấy. Và liệu những cái áp lực giảm điểm vào cuối phiên ấy, những áp lực bán tháo vào cuối phiên ấy,
thì nó sẽ như thế nào. Và thường ấy, theo những yếu tố mà em thống kê ấy, thì thường cái yếu tố mà giảm điểm của phiên ấy, thì tổ chức họ cũng sẽ rất khó để mà họ thoát những cái lượng hàng đấy. Một cái điểm tích cực là thị trường không phải gặp áp lực đè giảm điểm từ đầu phiên, thì đó là tín hiệu tốt. Và bản chất cũng nhiều chị nhắn tin hỏi em là gì, liệu cái phiên ngày hôm qua có phải là một phiên úp hết ba không em, thì bản chất nó vẫn là không phải gì. Thì mình nhìn về yếu tố volume ấy, về khối lượng ấy, thì đây không phải là một cái phiên gì giảm điểm khối lượng bùng nổ, giảm điểm khối lượng lớn ấy. Thì cái bản chất em đánh giá một cái yếu tố mà giảm điểm của phiên thì nó sẽ mang một cái yếu tố đè giá có chủ đích cho một cái nhịp điều chỉnh hơn là một cái nhịp gì thị trường tạo đỉnh và rơi đấy. Và đặc biệt những cái giai đoạn trước đó thị trường ấy, anh chị mình thấy cái gì, thị trường vẫn chưa có bất kỳ một cái tín hiệu chạy nước rút nào cả đấy, anh chị mình lưu ý. Và cái yếu tố thứ hai á là thị trường vẫn trong một cái gì gì trong một cái xu hướng tăng đó, mặc dù thị trường có chỉnh thì chưa có giảm nhưng mà vẫn giữ trong một cái biên độ xu hướng tăng của phần index đấy. Cho nên chúng ta cũng chưa vội là mình sẽ kết luận là thị trường tạo đỉnh hay chưa, mà bản thân em mình cũng vẫn đi nhìn ở những góc độ gì, một cái điểm sáng trong cái biên độ thị trường đang điều chỉnh, một cái nhịp thị trường điều chỉnh trong một cái vận động hiện tại đấy. Thì chị mình lưu ý một điểm tích cực đó chính là về volume ha. Đó, và cái tâm lý dịch anh chị mình vừa rồi cũng tương đối là chán nản thôi, thì yếu tố mà khách hàng của tổ chức ra, yếu tố mà họ phân phối được thì cũng em đánh giá là không cao. Và tiếp theo ấy là những vùng phía dưới của thị trường chính là những cái chân hỗ trợ của thị trường. Thì hiện tại chúng ta sẽ cùng nhau đi xem là liệu đâu là những cái vùng hỗ trợ của thị trường chung trong một cái vận động tuần sau đúng không? Đó, thì hiện tại một cái phiên điều chỉnh thì dù nó cũng đang tiệm cận vào những cái vùng hỗ trợ đấy trước. Cái vùng đấy trước khi mà trường nó rũ bỏ và xuất phát đi lên á, thì đây cũng chính là những cái vùng hỗ trợ cho một cái diện tuần sau là quanh những vùng nghiêng gì, quanh những vùng 1435, vùng 1440 ấy, thì đó chính là những vùng hỗ trợ thứ nhất. Những điểm hỗ trợ thứ hai á chính là vùng hỗ trợ gì? Vùng hỗ trợ đỉnh trước của trường chung ha. Đỉnh trước sẽ là gì? Sẽ là hỗ trợ sau là quanh những 1420, 1425. Tiếp theo là cái ngưỡng hỗ trợ cuối cùng của thị trường, là ngưỡng hỗ trợ mà thị trường đã bứt phá vượt đỉnh ấy, chính là một cái biên độ nền tích lũy đó, là những vùng bao nhiêu, quanh những 1400. Thì đó là ba ngưỡng hỗ trợ của thị trường chung đấy, mà anh chị mình cần lưu ý khi mà thị trường nó giảm những cái biên độ và những vùng hỗ trợ ấy, thì cái việc anh chị mình cần làm nếu như mà chúng ta đang cầm nắm cổ phiếu ấy, là anh chị mình nên chờ đợi, tránh hành động sai lầm, anh chị mình lưu ý. Và cái điểm sáng thứ ba trong một cái biên độ mà ngày hôm qua của thị trường ấy, chính là gì anh chị, thường mà xuất hiện một cái nhịp mà nó điều chỉnh cho một cái giai đoạn mà vận động chán nản á, thì ở đâu đó nó sẽ được đốt cháy đi cái quá trình và nó rút gọn được cái quá trình tích lũy để tổ chức họ thu mua, họ gom những cái lượng hàng nó nhanh hơn, anh chị mình lưu ý đấy. Và nhà đầu tư mình thấy đó cái áp lực mà chìm bán xuống ấy nó sẽ nhiều hơn, thì tổ chức họ sẽ hấp thụ lại những lượng cung hàng trong những cái biên độ mà điều chỉnh, thì họ sẽ gom được cái lượng hàng lớn ở những cái vùng giá hấp, anh chị mình lưu ý, thay vì họ tiếp tục tạo những cái biên độ mà sideways, những cái biên độ mà tích lũy ấy, thì nó sẽ rất mất thời gian đó. Ví dụ anh chị thấy một cái giai đoạn trước đi, thị trường nó tích lũy một cái biên độ sideways cực kỳ lâu, từ bao nhiêu anh chị, từ tháng 9 đến giai đoạn mà xuất phát đi lên á, là nó đáy qua giai đoạn tháng 10 thì khoảng một tháng trời đấy. Hoặc là ở đây anh chị thấy thị trường tích lũy cũng đáy khoảng hơn nửa tháng, từ bao nhiêu, từ ngày 11 tháng 10 nè đó, một cái điểm xuất phát đi lên á, là đáy khoảng cuối tháng 10 thì nó hơn nửa tháng. Nhưng mà những cái biên độ điều chỉnh nhanh á, điều chỉnh tốc độ lớn á, với những yếu tố đặc biệt là một cái giai đoạn mà bán tháo ở cuối phiên thôi đó, thì nó lại một mang một cái yếu tố nó ổn hơn khá là nhiều đấy. Chứ nếu như mà thị trường chung ngày hôm qua ấy, áp lực bán nó đè từ đầu phiên luôn, áp lực bán chủ động từ đầu phiên đến cuối phiên mà biên độ lớn, có lượng lớn á, thì thật sự chúng ta cũng phải cần nhìn lại thị trường một chút, thì mình lưu ý. Còn hiện tại với những cái góc độ của bản thân em ấy, thì mình vẫn giữ những cái quan điểm về thị trường chung là nó là những cái phiên gì điều chỉnh cho một cái xu hướng như gì, xu hướng tăng đó. Thì liệu những quá trình điều chỉnh như thế này vẫn điều chỉnh khối lượng lớn, điều chỉnh khối lượng không phải gọi là quá lớn, nhưng mà cái biên độ lớn ấy thì nó đã từng xuất hiện trong quá khứ gì chưa, thì em cũng sẽ cùng anh chị mình đi phân tích trong video hôm nay ha. Đấy, thì mình nhìn cho một cái biên độ thị trường, một cái giai đoạn như chị, một giai đoạn của tháng 4 ấy, khi đó thị trường tích lũy nè, bứt phá vượt đỉnh nè, thì những cái giai đoạn mà vượt đỉnh đầu tiên ấy, nó sẽ rất là nhọc nhằn anh chị, vô cùng nhọc nhằn. Đó là những cái bản chất thị trường đi lên ấy, thì sẽ tương đối chậm, nhưng mà những biên độ điều chỉnh ấy, thì sẽ rất là nhanh. Hoặc là những cái giai đoạn mà thị trường xuất phát đi lên ấy, thì nó sẽ mang yếu tố rung lắc điều chỉnh rũ bỏ liên tục, nhưng đến một giai đoạn nào đó thị trường bước vào những pha mà chỉ nó rút ấy, chạy liên tục ấy, mở phiên là tăng ấy, mở phiên là tăng ấy, thì đó là những quá trình mà chúng ta cực kỳ lưu ý và cực kỳ rủi ro ấy. Thì đó là cái biên độ lợi nhuận anh chị mang về tài khoản là lớn nhất, nhưng mà sau giai đoạn đỉnh cao chính là một cái yếu tố về vượt sâu. Còn hiện tại em đánh giá là những cái phiên điều chỉnh tương đối phù hợp của thị trường để lấy đà chuẩn bị cho một xu hướng tiếp theo đấy. Và anh nhìn thấy khi thị trường vừa bứt phá vượt đỉnh nè, thì nó tạo những cái biên độ tích lũy, những biên độ di động cực kỳ rộng, và sau đó xuất hiện những cái pha điều chỉnh. Anh chị thấy lưu ý một cái pha điều chỉnh khối lượng của ngày bao nhiêu chị, ngày 22 tháng 4 ấy, một cái phiên giảm đấy khoảng 40 điểm, xét về một cái góc độ về phần trăm ấy, thì là hơn 3%, hơn 3% là tương đối lớn nha. Còn cái bản chất một cái phiên ngày hôm qua của chúng ta ấy, thì giảm đấy khoảng hơn 2,6% thôi đấy. Đặc biệt là xét về góc độ về khối lượng ấy, một phiên tuy là biên độ giảm điểm lớn nhưng mà khối lượng nó không lớn. Thì liệu những cái biên độ mà giảm điểm lớn mà khối lượng không lớn ấy, nó lại đến từ đâu anh chị? Nó đến thứ nhất ấy, là đến từ những dòng cổ phiếu lớn. Ở đây ấy, chính là dòng cổ phiếu trụ nè. Thì cái biên độ đè giá của dòng cổ phiếu trụ ngày hôm qua ấy, nó chủ yếu nằm ở trong phiên ATC. Cho nên chị mình lưu ý, cho nên mình thấy được cái mức trượt giá là cực kỳ cao. Đặc biệt là với những mặt cổ phiếu như là dòng cổ phiếu dòng chứng khoán, cũng là những cổ phiếu mà nó có một áp lực bán lớn. Cái yếu tố mà điều chỉnh của cổ phiếu khi mà cái sự đu bám của nhà đầu tư rất nhiều. Đấy, và sau những pha điều chỉnh thì chị thấy gì? Sau một cái pha điều chỉnh như ngày
Ngày hôm qua ấy, thì thường trong những cái vận động ở tuần sau á, thị trường cũng sẽ rất dễ có một cái final trở lại, và sau đó nó cần phải test lại và sau đó cân bằng đi lên, thì mình lưu ý ha. Đấy, và khi mà chúng ta thấy được một cái góc độ về khối lượng nó vận động thấp ấy, thì chúng ta vẫn có những cái sự yên tâm nhất định về những cái vận động thị trường chung đó. Cho nên một cái biến động của thị trường tuần sau ấy, thì anh chị nhà đầu tư mình cần làm gì? Thì thường theo một cái phiên vận động thứ hai tuần sau, theo một cái quán tính đà rơi ấy, của một cái phiên mới xấu ấy, thì thường thị trường sẽ mở những tín hiệu về gap down. Khi mà thị trường mở tín hiệu về gap down á, điều anh chị mình cần làm là mình hạn chế bán ra ở một cái vùng giá thấp đấy. Và nếu như mà anh chị mình không có chịu được những áp lực về tâm lý ấy, thì mình cũng nên tắt đi cái bảng điện và mình sẽ nên xem sau một cái gì đèn buổi trưa, cho nên chị mình lưu ý một chút đấy. Và thường khi mà mở gap ra ấy, 80% nó sẽ xích nó quay về gấp lại và nó tạo nên một cái pha hồi phục ấy, cho nên chị mình lưu ý ha. Đó đó là những cái gì mà em cần chú ý lại để cho anh chị mình nắm bắt trong một cái phiên vận động hồi hai tuần sau đấy. Bản chất cũng thế đó anh chị, bản chất khi mà ví dụ như anh chị thấy có những phiên mà nó giảm điểm lớn đi, thì thường nó sẽ có những yếu tố gì nó đè ép bán trong quy định đầu phiên sáng của phiên liền kề, và sau đó thì có những pha hồi phục. Thì nếu như pha hồi phục trở lại thì đây là cái lúc mà anh chị mình sẽ tận dụng đâu là cổ phiếu mạnh, đâu là cổ phiếu yếu, thì anh chị mình sẽ tỉa cỏ trọng hoa để mình tập trung cái nguồn vốn của mình vào với những cổ phiếu mạnh ha. Đấy mình thấy đây cũng là một cái phiên tương tự đó anh chị, một cái phiên giảm điểm là phiên sáng nè, sau một phiên điều chỉnh lớn nè, sau đó hồi phục trở lại nè, phiên sau là phiên retest nè, cân bằng nè, và có những điểm xuất phát đi lên tiếp theo đấy. Thì đó là với những cái biến động thị trường mà em sẽ cùng anh chị mình đi phân tích một chút để cho anh chị mình nắm bắt nhiều thêm về những cái vận động ha. Tiếp theo mình sẽ cùng nhau đi phân tích qua các dòng cổ phiếu. Thì đầu tiên ấy, mình nói với nhau về cái dòng cổ phiếu dòng chứng khoán, tại vì đây là cái dòng cổ phiếu mà nó làm cho cái tâm lý chị mình tại tương đối là lo sợ, đặc biệt là cái áp lực bán chủ động từ đầu giai đoạn phiên sáng luôn đó. Thì em đánh giá với những dòng chứng khoán ấy, thì đây là một cái phiên mà phải nói là gì, một phiên điều chỉnh rất phù hợp với cái dòng chứng khoán để nó rũ bỏ đi bớt những cái lượng cung ngang, nó ép cho những nhà đầu tư mình có lại cùng phía dưới ấy. Những phiên điều chỉnh như thế này á, anh chị sẽ rất dễ mình tạo được cái tâm lý lo sợ, thì mình sẽ rất dễ mình chốt lại ra các mã cổ phiếu. Thì khi mình chốt ra như thế á, tổ chức họ sẵn sàng họ sẽ gom lại cái lượng hàng của anh chị mình để họ chuẩn bị cho một quá trình đánh một cái nhịp số 2, cho anh chị mình lưu ý. Cho nên đó là lý do vì sao cho một cái vận động tuần trước em báo chị mình là nên quan sát thêm với dòng chứng khoán, hạn chế vào mua những vùng giá trên cao như thế này đấy, và mình sẽ chờ sau những nhịp điều chỉnh cân bằng lại tốt thì mình sẽ chú ý cực kỳ kỹ với dòng chứng khoán. Tùy bản chất dòng chứng khoán ấy, em đánh giá nó vẫn là yếu tố về sóng dòng thôi gì đó, vẫn là một cái dòng mạnh đấy, nhưng mà trong ngắn hạn khi mà sự đu quán của nhà đầu tư quá lớn, khi mà nhà đầu tư mình đang nghĩ vào một cái vấn đề nào đó ai cũng thấy được cơ hội dòng chứng khoán ấy, thì đôi khi bản chất quá trình thực tài cơ hội nó sẽ không còn lớn. Đó là những gì mà em cùng chia sẻ chị mình rất kỹ đúng không. Đấy, nước trong á thì nước không có cá, nhưng khi mà mọi thứ gì mà quá rõ ràng thì bản chất nó sẽ không còn những cái cơ hội hấp dẫn để cho chị mình đầu tư ha. Đấy, thì đầu tiên là với một vài cổ phiếu như VND đi anh chị, thì nhìn thấy một cái áp lực điều chỉnh cái biên độ giảm ở đây khoảng 6%, thì mình sẽ cùng nhau đi nói về những cái vùng hỗ trợ, đâu là vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Tại vì bây giờ mình nói về bản chất à, cổ phiếu này xấu, cổ phiếu này gãy, cổ phiếu này giảm ấy, thì mọi thứ đã diễn biến rồi chị, mọi thứ đã diễn biến rồi thì mình không đi phân tích lại để làm gì, tránh làm cái tâm lý chị nào mình đang nắm cổ phiếu ấy, mình cảm thấy mình quá lo sợ ấy, hay vì thế mình đi tìm những cái vùng hỗ trợ để ví dụ cổ phiếu nó về lại những vùng hỗ trợ ấy, thì anh chị mình hạn chế mình bán tháo ra ha. Thì cái vùng hỗ trợ tiếp theo với một vài cổ phiếu như là gì anh chị, như là VND á, là quanh những vùng 70 đấy, ở phía dưới nó còn một cái gap nè anh chị mình lưu ý nè, còn một cái gap quanh những vùng 70 á, thì có thể là trong một cái phiên sáng hôm thứ hai á cái yếu tố nó giảm về lắp gap và anh chị mình hạn chế bán ra. Nếu như mà nó có yếu tố cúc chân hồi phục trở lại thì ai muốn bán gì thì bán, anh chị mình lưu ý ha. Đấy là quanh những vùng 70 với cổ phiếu VND. Tiếp theo là một vài cổ phiếu như VCI nè, áp lực cổ phiếu này không phải là quá lớn đâu, thậm chí cái bản chất mà trong một cái dòng cổ phiếu dòng chứng khoán á, em đánh giá VCI là một trong những cổ phiếu mà được đỡ giá mạnh nhất trong một cái phiên ngày hôm qua. Bản chất có giảm điểm á, nó chỉ đến từ một cái biên độ ATC nó chỉ giao đấy khoảng hơn hai giá hai nè đó. Đó là cái áp lực gì, áp lực nhà đầu tư mình quá lo sợ, mình chốt lại tháo với những cổ phiếu này á, trong biên độ ATC á, mà tổ chức họ chưa có nhịp màu đỡ giá ấy, thì nó làm cái mức trượt giá là cực kỳ cao, và sẽ có rất nhiều các cổ phiếu và các dòng cổ phiếu nó bị trượt giá theo cái biến động điều chỉnh của thị trường là cực kỳ lớn đấy. Cho nên bản chất ấy, mình cũng phải đi đánh giá, mình bóc tách cho nó tốt là liệu đâu là cổ phiếu có một cái nhịp điều chỉnh chủ động, hay là đâu là cổ phiếu mà nó gặp một cái nhịp gì bị tác động liên đới so với một cái nhịp giảm điểm của các dòng khác, anh chị mình lưu ý. Và cái dòng chứng khoán chính là một cái nhịp gì nó có một cái sự điều chỉnh chủ động từ đầu phiên sáng của tổ chức đó. Và với cổ phiếu VCI á, là một trong những cổ phiếu tốt nhất, cho nên một cái gì tiếp theo đi sau một cái pha điều chỉnh nè, VCI mà nó cân bằng lại được á, thì mình cũng sẽ chú ý với cái cổ phiếu như VCI nha, tại vì đánh giá đây cũng là cổ phiếu cực kỳ mạnh anh chị nha đó. Và nó sẽ có những cái biên độ gì, chị mình thấy một cổ phiếu như VCI á, thì nó sẽ tập trung nhiều hơn vào một cái đội tự doanh ấy, và cái đội tự doanh nó đang nắm những cổ phiếu rất là mạnh như là cổ phiếu như Hà Đô nè ấy, thì đó cũng là cái dư địa và tiềm năng nó sẽ bút được những cái biên độ lợi nhuận trong những quý liền kề đó. Và mình thấy được yếu tố đợi giá tổ chức tốt thì mình sẽ chú ý là một nhịp tiếp theo ha. Đấy, và nhìn chung nó cũng về là những vùng hỗ trợ anh chị, là quanh những vùng 72, 73 ấy, chính là những cái biên độ hỗ trợ gì, nền tích lũy trước chính là hỗ trợ sau. Một cái nhịp trước ấy mình lo sợ là VCA nó còn một cái gáp ấy, cho nên em vẫn chưa kiến nghị cho nhà tụi mình vào quá sớm, thì mình mong cái nhịp này lắp gáp cân bằng tốt thì mình sẽ chú ý lại với VCI ha, hãy đưa VCI vào danh sách theo dõi. Cho nên những cái biên độ thị trường điều chỉnh á,
cũng là lúc mà anh chị sẽ đi tìm kiếm cơ hội nhiều hơn là yếu tố rủi ro. Đấy, cơ hội rủi ro cơ hội, đúng đúng sai 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 đúng đúng là cái bản chất vận động trên thị trường. Có những người họ thấy là rủi ro nhưng sẽ có những người thấy là cơ hội. Đấy, cho nên quan điểm của chị mình là gì? Mỗi người mỗi quan điểm thôi. Đấy, quan điểm độc lập. Đó. Cho nên với cổ VCI thì anh chị mình lưu ý vài cổ phiếu tiếp theo dòng chứng khoán này như là cổ phiếu SSI nè. Thì nhìn thấy khi mà có biên độ lỏng lẻo á, yếu tố đu bám nhà tôi là cực kỳ cao nè. Đấy, thì quá trình điều chỉnh là bình thường ha. Thì cái biên độ điều chỉnh của cổ phiếu như SSI á thì cái vùng hỗ trợ tiếp theo cổ phiếu á là quanh những vùng 49. Đấy, thì đây chính là những vùng hỗ trợ cổ phiếu ha. Thì mình sẽ cùng quan sát cái yếu tố mà nó đỡ giá như thế nào. Và nhìn thấy cổ phiếu như SSI á áp lực chốt lại là cực kỳ lớn. Và bản chất em đánh giá đây là một cái phiên gì? Áp lực chốt lại đầu tiên. Đó, chứ không phải là một cái phiên phân phối gì đâu anh chị ha. Đấy, một cái lượng cung hàng của nhà đầu tư cực kỳ lớn từ một cái vùng phía dưới á. Nếu như mà tổ chức họ càng kéo rướng á thì họ sẽ kéo rất là lớn một cái lượng cung có lãi này lên nè. Đó thì sẽ rất mất nhiều tiền của tổ chức. Thay vì thế một cái nhịp điều chỉnh trở lại đi thì nó sẽ rũ bỏ được đâu đấy khoảng 30%, 50% cái lượng nhà đầu tư tham gia. Thì những quá trình phía sau tổ chức họ gom lại 30%, 50% cái lượng cung hàng bán ra như thế này á thì họ đánh lên á, thứ nhất là họ vừa có hàng. Thứ hai, nó nhẹ tàu. Đấy, và thứ ba là gì? Họ không mất quá nhiều cái lượng tiền đòi đẩy giá. Thì đó là một tín hiệu tốt. Nhưng mà trong ngắn hạn nó sẽ đang có những biên độ điều chỉnh. Thì anh chị mình hạn chế mình vào bắt quá sớm ha. SHS cũng sẽ tương tự anh chị. Đấy, thì với những cái biên độ mà điều chỉnh nó lượng lớn như thế này á, cổ phiếu sẽ rất mất thời gian để cân bằng. Nhưng mà nhìn chung nó cũng giảm những cái biên độ hỗ trợ cổ phiếu là quanh những vùng như anh chị, quanh những vùng 45 47 á, chính là những cái biên độ hỗ trợ nên giá trước cổ phiếu ha, xa hơn là những vùng 43 44. Đấy, thì đó là những cái biên độ hỗ trợ mà chị mình nên lưu ý một chút. Em đánh giá một vài cổ phiếu như thế này nó sẽ chờ sự cân bằng trở lại, mình sẽ xem quá trình cân bằng phía sau ha. Cổ phiếu như SBS nè, thì nó sẽ test về là những vùng biên độ đỉnh trước, đỉnh trước sẽ là những vùng hỗ trợ sau đúng không? Thì hỗ trợ nó là quanh những vùng 17. Đó, thì ngày mai thứ hai chứ, anh chị thấy một biên độ nó có test về là những vùng dưới á, thì mình hiện trên bán ra nha. Tại vì nó cũng đã về những biên độ hỗ trợ rồi. Thì trong ngắn hạn sẽ có yếu tố gì? Yếu tố phục hồi kỹ thuật. Thì khi mà phục hồi kỹ thuật trở lại á thì anh chị mình nên cơ cấu nếu như mình không muốn cầm tiếp cổ phiếu. ORS cũng tương tự thôi. Khi mà nó khủng đi biên độ hỗ trợ trên á thì anh chị mình nên cơ cấu, nó là quanh những vùng 30 á. Còn khi mà nó đã khủng lên tới thời điểm hiện tại á, anh chị nào vẫn chưa bán được á thì mình hạn chế bán tháo. Tại vì nó về là những chân hỗ trợ lớn anh chị. Đó là quanh những vùng bao nhiêu? Quanh những vùng 27 á là những chân hỗ trợ lớn của cổ phiếu ha. MSB cũng tương tự nè. Đấy, thì nó cũng test về là những biên độ đỉnh trước nè. Thường cổ phiếu khi mà tăng á nó sẽ có những quá trình gì? Nó test lại đỉnh là việc hết sức bình thường. Anh chị mình nhìn hồi xưa đi. Một vài cổ phiếu như Đức á, chị thấy để ăn được quá trình chỉnh rút á thì trước đó là một quá trình phải nó vận động là cực kỳ xương sẩu đúng không, rung lắc rũ bỏ điều chỉnh cực kỳ mạnh. Và khi những áp lực điều chỉnh như thế này á sẽ có rất nhiều nhà đầu tư mình nói là cổ phiếu phân phối, cổ phiếu chết, thì nó mới tạo nên áp lực bán ra. Anh chị mình lưu ý nếu như mà tổ chức họ điều chỉnh mà nó không tạo nên sự hoảng loạn thì ai mà họ lo sợ họ bán đó anh chị. Đấy, cho nên điều chỉnh phải đi kèm với sự lo sợ thì nhà đầu tư mới tác động đến tâm lý và bán ra cổ phiếu, thì tổ chức không mới sẵn sàng họ gom lại. Và chị thấy những biên độ tăng nè, vùng giá cao nhất là 36 nè, điều chỉnh bao nhiêu? Điều chỉnh bằng 29, mắc đâu đấy bao nhiêu chị? 7 giá, mắc 7 giá là tương đối lớn nha, hơn 20%. Và quá trình nó test về đâu? Nó test về là những vùng đỉnh trước nè, và sau đó nó cân bằng lại được á thì sẽ có những quá trình bứt phá tiếp theo. Nên mình sẽ lưu ý với dòng chứng khoán ở một cái nhịp số 2. Đấy, còn hiện tại phải chờ cho nó điều chỉnh xong, nó test là thành công thì mình sẽ chú ý. Đấy, cho nên dòng chứng khoán thì mình cũng phải cẩn thận một chút ha. Hoặc là cổ phiếu như HCM này thì những quá trình nó cũng đang test về lại những cái biên độ đỉnh trước nè, là quanh những vùng bao nhiêu chị? Là quanh những vùng 3-4 nha. Phía dưới đây nó còn cái gap nè. Đấy, thì đó là cái biên độ hỗ trợ cổ phiếu đỉnh trước lúc nào cũng là những vùng hỗ trợ mạnh. Và với nhau mà cổ phiếu mà đã phát triển cái xu hướng đi lên á, nó mới chạy được một cái khoảng giai đoạn ngắn như thế này á, thì yếu tố mà tạo đỉnh rơi luôn á em nhớ là không cao. Mà thường nó chỉ là những gì? Test đỉnh. Đó, quá trình test đỉnh là quá trình hết sức bình thường trong những cái vận động về cung cầu và yếu tố dòng tiền đúng không? Đấy, nhưng mà khối lượng nó lớn ấy thì nó phải mất thời gian nó cân bằng. Còn con nào mà điều chỉnh nó lượng thấp á thì nó vẫn là gì? Nó sẽ sớm cân bằng trở lại đi lên sớm hơn. Đấy, như VCI nè, hoặc là VND nè, nó lại những yếu tố này là tích cực. Đó. Còn cái cổ phiếu bên này phía sau thì hầu như nó cũng đều lăn ra những giá sàn thôi chị. Tại vì những yếu tố mang đầu cơ cao này. Đấy. ETF cũng test về đỉnh trước nè, khối lượng lớn nè. Thì đó là bản chất dòng chứng khoán ha, là một áp lực điều chỉnh khá là nhiều. Tiếp theo là mình đi phân tích với dòng cổ phiếu trụ, cũng là một trong những cái dòng cổ phiếu mà được nhà tạo lập họ điều tiết chỉ số tương đối lớn anh chị, đặc biệt là yếu tố giảm điểm trong đoạn ATC. Đấy, thì mình nhìn cho một cái biên độ mà giảm điểm ATC á, đấy, một cái biên độ mà không chẹt nhỏ em vừa phân tích với chị mình trong hồi nãy á, thì mình thấy là gì? Một cái biên độ ATC mắc bao nhiêu anh chị? Điểm số trường chung nè, mắc đâu đấy khoảng hơn 10 điểm, và trước ATC sau 2 giờ là mắc một cái biên độ khoảng bao nhiêu? 22 điểm. Thì đó là do cái yếu tố điều tiết rất là nhiều từ một số mà cổ phiếu trụ qua, nó làm cho điểm số trường chung rơi tương đối mạnh. Đấy. Thì đầu tiên mình nói với nhau về cổ phiếu nào anh chị? VRE đi. Đó, thì VRE chị thấy một cái phiên giảm điểm khối lượng lớn á, thì với khách hàng bên em á, mình cũng phải cơ cấu cổ phiếu này, mình chấp nhận cắt lỗ gì. Đấy, tại vì bản chất thị trường chứng khoán á, khi mà cổ phiếu đạt điều kiện mua ấy, thì mình sẽ tham gia. Quanh những vùng 30-31 á là cái điểm mà khách hàng bên em mình mua này. Đấy. Nhưng mà khi cổ phiếu nó quay về nó gãy những vùng hỗ trợ mà khối lượng lớn á, biên độ lớn á, thì bắt buộc anh chị nào trong khách hàng của em á, thì mình cũng kiến nghị cho chị mình cơ cấu ra. Đấy, mình chấp nhận mình cắt lỗ 4-5% để mình chờ một cái cơ hội mới của cổ phiếu. Cho nên việc đầu tư
cái yếu tố quan trọng nhất trên thị trường ấy, cũng như là gì chị, cũng như là một cái sự quan trọng quyết định đến cái quá trình đầu tư thành công hay không á, là do yếu tố gì? Yếu tố cắt lỗ đúng không? Đó, cho nên chị mình hãy tuân thủ những điểm cắt lỗ sai thì mình chấp nhận sai và mình chờ một cơ hội mới. Ví dụ như nhịp sau đi, nó cân bằng lại tốt thì mình lại tiếp tục mình tìm những điểm tham gia và cơ hội mua với cổ phiếu như vậy rẻ. Nhưng hiện tại trong ngắn hạn, nếu như mà chị nào chưa bán được á, thì nó cũng đã tìm về lưỡng chân hỗ trợ và những vùng 28 nè. Đấy, vùng 28 là những vùng hỗ trợ tương đối mạnh của cổ phiếu như VRE ha. Thì chị mình hạn chế bán áo ra. Và đây cũng là một trong những cổ phiếu mà nó tác động một cái điểm số tương đối tiêu cực đến cái biến động điểm số chung của thị trường đúng không? Còn là một vài cổ phiếu như VND đi chị. Thì Vinamilk đi. Vinamilk nó cũng test về vùng đáy trước thôi, là quanh những vùng bao nhiêu, quanh những vùng 85 86 ấy, là những chân hỗ trợ đáy trước cổ phiếu như Vinamilk đúng không? Áp lực bán không phải là quá lớn. Đa số là mang yếu tố điều tiết đó chị. Con này giảm trong BATC nè. Đấy, qua là một vài cổ phiếu như VGC nè. Anh chị thấy ngày hôm qua yếu tố đỡ giá của VGC là có. Đấy, nếu như mà những con này nó rơi thêm á thì điểm số thị trường em chưa biết là giảm về đâu luôn đúng không? Đấy, nên đó là cái tín hiệu mà điểm sáng trong cái bức tranh tối của thị trường. Và là một vài cổ phiếu như VIX đi. Đâu đó chị thấy vẫn là những yếu tố đỡ giá lại thôi. Đó, nhưng mà những con này nó cũng đã đỡ giá, nó kéo thị trường một cái đoạn trong vài tuần rồi tương đối nhiều à. Cho nên một cái bản chất mà thị trường tài chính thế giới họ rung rắc điều chỉnh ấy, thì Việt Nam của mình là sao anh chị, VN Index ấy cũng không ngoại lệ. Đấy, nhưng mà tô tàu lại cho một cái tuần giảm điểm á thì em có thể đánh giá được một cái góc độ như thế này, là VN Index của chúng ta ấy, thì đâu đó nó mang cái yếu tố mà giảm điểm đỡ hơn khá là nhiều so với những cái biến động chung của Dow Jones này. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì hai cái bối cảnh kinh tế của Việt Nam và của Mỹ và của châu Âu là khác nhau. Và mình lưu ý, đấy, và mình vẫn đang trong những cái đại dịch, những đại hồi phục của nền kinh tế, đang trong những cái đại dịch bơm những cái có kích thích ấy về dòng tiền giá rẻ nó vẫn còn. Thì hơn những dòng tiền giá rẻ nó vẫn còn thì nó sẽ tìm đến những kênh đầu tư nào mà hấp dẫn, những kênh đầu tư nào mang lại cái mức sinh lợi trong ngắn hạn cao. Đấy, thì và để hấp thụ được cái nguồn vốn lớn như vậy thì thị trường tài chính, thị trường chứng khoán thì nó vẫn là những kênh đầu tư hàng đầu để cho những dòng tiền giá rẻ họ lựa chọn. Đấy, nên về cái dư địa xa, về cái dư địa dài thì em đánh giá thị trường nó vẫn còn những con sóng lớn. Đấy, nhưng trong ngắn hạn điều chỉnh thì mình nên phân tích và mình xem xét lại những yếu tố đầu tư như là gì, như mình nên cân bằng lại cái danh mục, và đặc biệt là gì, mình phải đánh giá được đâu là cổ phiếu mạnh, đâu là cổ phiếu yếu. Đấy, tiếp theo với cổ phiếu như Vinhom đi, thì nhìn thấy cũng là test về những vùng hỗ trợ biên dưới đúng không, là qua những bộ nhiều qua những 80 ấy, chính là những cái biên hỗ trợ của Vinhom ha. Đấy, hoặc là một vài cổ phiếu như NTB nè, nó cũng không gọi là những cái biên độ nó giảm quá nặng. Cổ phiếu như BNG nè, đây cổ phiếu giảm tương đối rác anh chị nha. Đấy, và cái biên độ giảm không nhầm thì giảm ATC mất 1,5 anh chị. Đó, em thấy rất nhiều cổ phiếu nó bị mất điểm trong một cái phiên ATC ha. Nhưng mình sẽ cùng nhau đi xem là biên hỗ trợ là từ đâu. Thì khi cổ phiếu như BNG á, nhìn thấy nó xuất phát từ một cái hình vai, đầu vai xuất phát đi lên nè, nó quanh những vùng 493 nè. Đó, thì hiện tại nó cũng giảm về những biên độ hỗ trợ. Thì đây chính là những biên độ hỗ trợ cổ phiếu. Và đây cũng là những biên độ gì? Dòng tiền lớn họ đánh lên nè. Đó, cái giá vốn của tổ chức thì khi mà cổ phiếu về giá vốn á, thì tổ chức sẽ là những người họ đợi giá cổ phiếu thôi. Đấy, cho nên chị nào mình cầm nắm cổ phiếu BNG á, thì khi mà về chân hỗ trợ, cái điều gì mình cần làm là gì? Nên quan sát thêm, nên quan sát thêm vùng này thì mình không nên cơ cấu nữa, và đặc biệt không nên bán tháo nữa. Đấy, cổ phiếu như MKG cũng vậy thôi, nó test về lại những cái biên độ đỉnh trước là quanh những 133 ấy, thì đây là vùng hỗ trợ tương đối mạnh cổ phiếu bình, cổ phiếu MKG đúng không? Đặc biệt là biên độ giảm điểm nè, là yếu tố gì? Không phải là quá lớn đâu. ATC nó mất bao nhiêu gì? Nó mất hai giá gì? Đó, thì nó sẽ tác động khá là nhiều đến điểm số thị trường chung ha. Và em đánh giá được đây là cái yếu tố điều tiết nhiều hơn là cái việc mà tổ chức họ phân phối. Đấy, và cái biên độ khối lượng không phải lớn, cho nên mình tìm không cần phải quá lo sợ đâu. Bản chất những con này là gì? Cổ phiếu kênh trên xuống lên nè, nó có tăng có chỉnh, nó vẫn bám cái trên đi lên thôi. Hoặc là một vài cổ phiếu tiếp theo của dòng trụ như là thấy như là Masan đi, nó vẫn được giá khỏe vậy ha. Đấy, cho nên có hàng thì mình cứ tạm thời cứ cầm thôi. Những cổ phiếu này em đánh giá nó vẫn tốt. Và là cổ phiếu như BNG nè, rồi cổ phiếu FPT nè, thì nó test về lại những vùng đáy trước nè, là quanh những vùng chân 95 ấy, là những vùng hỗ trợ rất là mạnh của cổ phiếu FPT đúng không? Đặc biệt là cái biên độ hỗ trợ là cái khối lượng nó giảm không phải là quá mạnh. Đó, đặc biệt dòng tiền nó vào nè, rủ lại nè, về chân hỗ trợ cổ phiếu. Đấy, cho nên một vài cổ phiếu trụ thì đánh giá là một cái xung lực để mà nó gãy thêm trong một biên độ tuần sau á thì nó lại là không cao. Đấy, cho nên mình sẽ cùng quan sát rất kỹ những cái vận động thị trường trong cái phiên đầu tuần, phiên 12 ha, xem những yếu tố mà nó tạo gáp như thế nào và nó cũng chừng ra sao, giao ngoài cái dòng nhận dắt. Đấy, thì đó là với một vài cổ phiếu trụ. Tiếp theo mình còn lại cổ phiếu như BVH đi, thì những con này nó gãy anh chị, nó gãy đi cái chân hỗ trợ cổ phiếu nè. Đó, thì nó sẽ tìm lại những vùng hỗ trợ tiếp theo là quanh những vùng nhiêu, quanh những vùng 5657 chính là cái chân hỗ trợ tiếp theo cổ phiếu ha. Đó, em cũng kỳ vọng con cổ phiếu như BVH ấy mà nó test lại được cái vùng hỗ trợ qua những vùng bao nhiêu, qua những vùng 60 á mà nó vẫn giữ được á, thì mình sẽ có những cơ hội đầu tư phía sau. Nhưng mà khi cổ phiếu test không thành công á thì mà nó bị áp lực từ thị trường chung á, thì cái việc mà cổ phiếu nó gãy luôn là việc bình thường. Nhưng bản chất con này trong ngắn hạn nó đang hơi xấu một chút, nhưng mà mình phải tìm lại những vùng hỗ trợ để xem là yếu tố đợi giá của tổ chức như thế nào ha. Đấy, đó là về dòng cổ phiếu trụ, dòng VIN đúng không? Tiếp theo mình nói với nhau về dòng cổ phiếu dòng ngân hàng. Thì với một cái bản chất tổng thể của dòng ngân hàng á, thì ở góc độ nào đó em đánh giá trong một cái phiên mới xấu vừa rồi, tuy là nó vẫn giảm điểm nhưng mà nó vẫn mang một cái góc độ tích cực hơn rất là nhiều. Tích cực ở đây là từ đâu? Tích cực ở đây á là đến từ một cái tầm nhìn. Thì đầu tiên ấy, mình nhìn với một vài cổ phiếu như ACB đó anh chị, thì mình thấy là một cái biên độ gì, thứ nhất là mình nhìn về cái quá trình vận động cổ phiếu thì nó vẫn đang trong một cái biên tích lũy lớn. Đấy, một biên tích lũy từ bao nhiêu, từ tháng 6 nè đến thời điểm hiện tại tháng 12, tích lũy khoảng 6 tháng. Thì đây là 6 tháng, đặc biệt là cái quá trình tích lũy á, nhìn thấy gì, khi càng tích lũy khối lượng càng cạn kiệt thì nó thể hiện yếu tố gom hàng của tổ chức.
Đấy, đó là cái vùng tổ chức họ càng thu mua, càng gom những cái lượng hàng thì cái lượng cung hàng trên thị trường sẽ nên càng hiếm. Đó, một biên độ tích lũy 6 tháng á thì đánh giá gì, cái dư địa dòng hàng là cực kỳ lớn trong những đoạn quý 1 năm sau hoặc là quý 4 của năm nay. Đấy, cho nên bỏ khách hàng bên em đi thì mình vẫn có những chiến lược mình đánh trung hạn, mình đánh nắm giữ dài hơn với những cổ phiếu của dòng ngân hàng thôi. Cho nên những biến động ngắn hạn như thế này thì mình không cần phải quá lo sợ. Đặc biệt là gì? Đặc biệt với một cái bản chất của dòng ngân hàng đi thì mình sẽ cùng lấy ví dụ là liệu dòng bất động sản khi trước đi lên để nó có một cái con siêu sóng, một yếu tố về sóng dòng bất động sản á, thì nó sẽ có những đặc tính như thế nào, thì mình sẽ cùng đi soi lại và so sánh lại với dòng ngân hàng. Thì mình lưu ý đấy, thì mình sẽ cùng đi lấy những cái ví dụ so sánh cho chị nắm bắt ha. Thì đầu tiên mình thấy nhau là cổ phiếu như tích anh chị. Đấy, anh chị mình chờ em chỉnh sửa lại một vài cái khung thời gian cho nó cụ thể hơn và nó chính xác hơn. Thì đầu tiên nè, mình thấy trước khi mà cổ phiếu như tích á, nó có một cái giai đoạn mà nó chạy bứt tốc, chạy siêu sóng á. Thì mình thấy là gì? Trước đó nó vẫn có những cái biên độ mà nó tích lũy cực kỳ lâu. Biên độ tích lũy của phiếu như tích là từ tháng 1 nè, đến những cái phiên mà nó bùng nổ đi lên á là giai đoạn bao nhiêu chị, là tháng 7, tích lũy khoảng 6 đến 7 tháng thì nó mới có những quá trình nó bứt phá đi lên. Thì đây là gọi là cái giai đoạn gì, giai đoạn gom hàng của tổ chức, hay nói đúng hơn á là một cái quá trình tích lũy tổ chức họ thu mua những cái lượng hàng. Khi mà họ thu mua, họ gom đủ những cái lượng hàng cổ phiếu ấy, thì họ sẽ có những quá trình họ đổ tiền và đánh lên. Đấy, thì những yếu tố mà đánh lên á, nó sẽ nhận vào những yếu tố về dòng tiền, những phiên bùng nổ có lượng lớn đó. Thì nhưng mà trước đó cổ phiếu lúc nào cũng vậy, luôn xuất phát đi lên từ những cái biên độ tích lũy. Tích lũy càng lớn thì dư địa bứt phá sẽ càng cao, tại vì nó tích lũy càng lớn, tổ chức họ gom càng nhiều những cái lượng hàng á, thì không thể nào họ đánh ra, họ hết ra ngay cho một cái phiên được gì, hoặc là không thể nào hết ra ngay được trong một hai tuần hoặc là một hai tháng, mà nó sẽ là một cái quá trình, đúng không? Đó, cho nên khi mà đã đến một cái vùng giá cao á, khi mà mọi thứ đã quá rõ ràng á, giá tăng ầm ầm á, thì anh chị nhà tôi mới thấy được những cơ hội. Nhưng lúc đó bản chất là gì, nó không còn cơ hội quá lớn. Còn những lúc gì, đây là một cái con vật xấu xí nè, trong một cái quá trình nó tích lũy nè, thì đâu có ai nhìn thấy cơ hội đó. Chỉ có những người họ sẽ thấy cơ hội, nhưng cũng sẽ có những người họ thấy rủi ro. Và nó đang là cái yếu tố gì lấp lửng và mấp mé ấy, xanh xanh đỏ đỏ gì, đỏ đỏ xanh xanh, đúng không? Đen tối tối đen, thì đó là yếu tố mà nó rất cân bằng với cái vận động cung cầu đấy. Nhưng khi mọi thứ đã xuất phát đi lên tăng ầm 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 ấy, thì như dòng chứng khoán đi, khi mà người người nhà nhà họ nói với nhau về câu chuyện dòng chứng khoán ấy, thì yếu tố đu bám là cực kỳ lớn, thì nó sẽ rất dễ có những nhịp gì nó điều chỉnh rồi gọi trở lại đó. Cho nên mình ở đây mình nói với nhau trước là về cái dư địa và cái tiềm năng của cái dòng ngân hàng là nó đến từ đâu, mình sẽ có những cái lý luận để mình phân tích đấy. Thì yếu tố đây là quá trình tích lũy cực kỳ lớn nè. Nhưng mà hiện tại trong những xu hướng ngắn hạn thì mình thấy là cũng có những yếu tố mà điều chỉnh theo từng cái biên độ vận động thị trường, tại vì 80% các cổ phiếu sẽ vận động tương tự với những cái biến động của thị trường chung, đúng không? Nhưng một điểm tích cực là gì, mà anh chị thấy cái dòng cổ phiếu dòng ngân hàng ngày hôm qua ấy, là trong xuyên suốt một cái phiên giao dịch dòng ngân hàng, những cái dòng mà cổ phiếu nó vẫn được neo giữ một cái vùng giá cực kỳ tốt, nó chỉ quanh quanh những vùng kháng chiếu anh chị, xanh xanh đỏ đỏ hay nhẹ nhàng. Nhưng mà khi thị trường nó tác động tương đối trong một cái phiên giai đoạn sau 2 giờ ấy, thì các dòng cổ phiếu ngân hàng cũng là dòng mà nó bị tác động liên đới theo, chứ bản chất nó không phải là một cái dòng gì áp lực bán chủ động đấy. Đặc biệt khi mà chúng ta phân tích vào khối lượng ấy, thì mình sẽ thấy rất rõ thôi, nhịp giảm điểm có lượng tương đối thấp, anh chị mình lưu ý đó là cái điểm tích cực của dòng ngân hàng, đúng không? Đấy, thì mình thấy là hiện tại cái vùng hỗ trợ của ACB nó cũng về là quanh những vùng 32, chính là những vùng hỗ trợ tương đối mạnh của cổ phiếu nhà ACB ha. Đặc biệt là tiếp theo đối với cổ phiếu như BID cũng vậy đó anh chị. Đó, thì đó là yếu tố về tổng thể của dòng ngân hàng, khối lượng giảm không phải quá lớn. Trong khi đó chị mình nhìn qua dòng chứng khoán nè, khối lượng giảm là cực kỳ lớn ha. Đấy, hoặc là mình thấy cái biên độ mà của BID ấy, thì nó cũng test về những biên hỗ trợ dưới nè, chính là những vùng bao nhiêu, qua những vùng 40 41 ha. Đấy, tiếp theo là cổ phiếu như BBB cũng vậy anh chị, nó test về những biên độ hỗ trợ đỉnh trước của cổ phiếu thì là quanh những vùng bao nhiêu, qua những vùng 22 ấy, chính là hỗ trợ mạnh nhất của cổ phiếu 22.5 đúng không? Đặc biệt là những nhịp mà nó test lại thôi, chứ là khối lượng thấp đó anh chị. Đặc biệt là khối lượng mà khi mà nó giảm lại nó thấp hơn những cái biên độ giảm điểm của lượng trước đó ấy, thì đó là thể hiện yếu tố gì, cái lượng cung hàng nó không phải gọi là quá lớn, chỉ là nó bị tác động chung tổng thể các dòng cổ phiếu trên thị trường. Đấy, cổ phiếu như tiếp theo là cổ phiếu như CTG này đó, thì rất mất hàng bên em mọi người mình tham gia vùng giá 33 ấy, thì hiện tại khi mà cổ phiếu có lãi ấy, thì mình vẫn chưa có những yếu tố mình chốt lãi gì, thì cái việc mà nó điều chỉnh nó rung lắc lại là mình chấp nhận cái việc mình mắc lãi thôi. Nhưng mà quan trọng là mình nắm với những chiến lược lâu dài, không phải là mình đánh cho một hai phiên, cũng không phải là mình đánh tới cộng mình đánh ngắn đấy, mà mình nắm với những giai đoạn mà nó trung hạn với cổ phiếu, những giai đoạn mình kỳ vọng cho những cái dư địa bứt phá của dòng ngân hàng trong quý 1 năm sau với những cái câu chuyện khác nhau đấy, thì mình sẽ vẫn tiếp tục mình cầm nắm cho những giai đoạn này thôi. Nhưng mà trường hợp cổ phiếu nó vi phạm điểm bán ấy, thì mình cũng phải bắt buộc mình cơ cấu. Nhưng hiện tại nó vẫn trong một cái vùng an toàn, đặc biệt là với cổ phiếu CTG đúng không, yếu tố giảm điểm ở lượng càng ngày càng thấp nè, thì đó là vận động tương đối tốt. Và cũng đã về luôn những chân hỗ trợ qua những vùng 32 anh chị, 33 32 là những vùng hỗ trợ tương đối mạnh của cổ phiếu như CTG ha. Tiếp theo là cổ phiếu HDBank cũng vậy thôi, đây là một trong những cổ phiếu mà nó thể hiện cái sức mạnh cực kỳ tốt đấy, nó chỉ bị tác động như những cuối phiên đó, còn bản chất trong phiên ấy, những lúc mà cổ phiếu nó giữ sắc xanh là liên tục ấy, thậm chí những cái biên độ mà trường nó rung nó lắc đi giảm điểm đi, thì cổ phiếu như HDBank cũng là những cổ phiếu nó vẫn giữ một cái biên độ giá tương đối tốt ha. Đấy, chị thấy sau 2 giờ đi thì cổ phiếu HDBank vẫn là những cổ phiếu mạnh đó chị đó. Cho nên chị lưu ý nè, có những lúc nó hồi phục lên tăng cực kỳ khỏe nha. Đấy, cho nên chị mình lưu ý một vài cổ phiếu HDBank nó mạnh là đến từ đâu chị, nó mạnh là thứ nhất ấy, nó đến từ cái xu hướng
Cổ phiếu thứ nhất là cổ phiếu xu hướng tăng, là cổ phiếu mạnh nhất. Thứ hai gì? Cổ phiếu kênh trên là cổ phiếu đã vượt đỉnh rồi thì nó phải có yếu tố dòng tiền đi vào, thì bản chất dòng tiền nó vẫn còn nằm bên trong cổ phiếu mà. Dòng tiền nó vẫn còn kẹp bên trong cổ phiếu mà anh chị. Đấy thì nó vẫn có yếu tố đỡ giá thôi. Nhưng mà dừng chung không thuận. Thì các cổ phiếu như thế này nó cũng gặp nhóm lực giảm điểm theo thôi. Nhưng quan trọng nhất là bản chất một cái phiên giảm điểm như thế này thì liệu tổ chức còn có bán ra chưa, thì em chắc chắn có nhiều là tổ chức họ chưa bán, cho nên chị nào cầm HD Bank thì mình vẫn cứ yên tâm cầm nắm, thậm chí một cái nhịp mà dừng cân bằng lại đi. Đây là những cổ phiếu hàng đầu mà chị mình lưu ý ha. Đấy nó cũng tương tự với con VCI của dòng chứng khoán đấy. Tiếp theo là cổ phiếu như LBB này. Đấy những cổ phiếu này kênh ấy, cái kênh này là những cổ phiếu mà nằm kênh dưới, cho nên đôi khi cái áp lực mà điều chỉnh nó sẽ có những cái biên độ nó giảm mạnh, nhưng mà xét về góc độ và khối lượng ấy, thì nó không phải là quá lớn đâu, mà nó cũng đã về luôn đó anh chị, nó về luôn những cái vùng chân hỗ trợ cổ phiếu này đó, là quanh những vùng 20, 21 là những chân hỗ trợ tương đối mạnh của cái cổ phiếu như LBB đúng không, đặc biệt là vùng 21 ha. Đấy tiếp theo là với cổ phiếu như MBB này, một cái biên độ cổ phiếu tích lũy bứt phá đi lên này, mà nó chưa chạy bao nhiêu á, chưa chạy được bao nhiêu anh chị, phiên vùng nổ lượng lớn đi vào nè, rủ lại nè, thì nó tiếp tục có test về những vùng hỗ trợ nền giá thôi chị, là quanh những vùng bao nhiêu, quanh những vùng 28 nha, chính là những điểm hỗ trợ mà nhà đầu tư nào nắm cổ phiếu như MBB á thì mình lưu ý một chút về những chân hỗ trợ như thế này nha. Đấy thì quá trình ngày mai ví dụ thứ hai chị thấy có test về vùng hỗ trợ là bình thường, mình cũng hạn chế bán ra, sau khi kêu tốt nó hồi phục lên á, nếu như mà những cổ phiếu dòng ngắn hạn á, nếu như nó muốn gãy á thì nó sẽ có quá trình hồi phục lên nè, và những phía sau nó gãy á, khối lượng phải lớn á thì nó mới gọi là rủi ro. Còn những biên độ giảm điểm như thế này á, bản thân nghe mình cũng cảm thấy gì cũng không phải quá lo ngại với các mã cổ phiếu dòng ngắn hạn đúng không? Đấy. MSB cũng tương tự thôi, MSB nó sẽ giống những cái xu hướng của cổ phiếu nào, nó quay về nó test lại những cái biên độ đỉnh trước hỗ trợ này, quanh những vùng 25 ấy là những biên độ hỗ trợ, hoặc đặc biệt là phía dưới nè là quanh những vùng 24.5 ấy, nó có một cái biên độ gap mà nó chưa lắp lại ấy. Thì có thể là trong một cái phiên tuần sau những cổ phiếu như MSB nó cũng lắp lại gap thôi, mà khi nó quay về lắp lại gap ấy, cái điều gì cần làm là gì, là mình không cần làm gì cả, mình nên quan sát cổ phiếu nhiều hơn đúng không? Đấy cho nên quá trình cân bằng phía sau cân bằng lại sẽ tốt hơn gì, anh chị thấy có lượng nó giảm như thế này ấy, một cái biên độ còn bao nhiêu gì, biên độ giảm điểm mà khối lượng nó đấy khoảng chưa đến 8 triệu cổ phiếu, thì đó là cái vận động, không phải là yếu tố mà tổ chức họ khách hàng, cũng không phải là yếu tố tổ chức mỗi phân phối đó chị ha. Đấy nên mình lưu ý một chút, nên mình phải đánh giá được yếu tố về khối lượng ấy, thì mình mới biết rõ là cái bản chất cổ phiếu nó giảm điểm mà đến từ đâu, liệu có phải là một yếu tố mà giảm điểm chủ động hay không. Cho nên chị nào trong một cái room khách hàng bên em ấy, một vài cổ phiếu như MSB ấy, thì cái việc mà mình mắc lại á là cũng sẽ rất là buồn, nhưng mà mình phải không phải gọi là mình quá háo hẹn với cổ phiếu, mà mình vẫn có những biên độ mình tiếp tục mình cầm nắm trở lại đúng không. Đấy, cho nên trong quá trình đầu tư ấy, không ai bán được ngay đỉnh đâu anh chị, cũng không ai mua được ngay đấy đâu, quan trọng là mình mua đúng nhịp, mua đúng điểm thì mình cứ tiếp tục mình cầm nắm. Thì quan trọng nhất là gì? Cái tầm nhìn về cổ phiếu của nhà đầu tư mình đang ở đâu đúng không. OCB cũng vậy ha. Đấy một vài cổ phiếu OCB là quá trình nó test lại vùng cái vùng đỉnh cháy vùng hỗ trợ đấy trước ra anh chị, một nhịp nè, hồi nào test lại ra đấy, đặc biệt là những nhịp mà test lại khối lượng thấp á là một cái vận động tốt, cho nên chị đã có hàng ngắn hạn mình cứ tiếp tục mình cầm nắm trở lại với cổ phiếu OCB. Thì đây vẫn là những cổ phiếu kênh trên xuống đi lên, những cổ phiếu top 1 mà em có chia sẻ cho nhà đầu tư mình là những cổ phiếu mạnh nhất ấy. STB này, STB nó cũng test về lại những biên độ hỗ trợ nền giá này, là quanh những vùng 28 ấy, cho nên chị mình có mình lưu ý một chút ha. Thì về đây em chắc chắn chị mình sẽ có yếu tố đỡ giá đó. Đấy, vì hỗ trợ những cái vùng gì gì, những cái vùng nó sẽ kìm hãm cái sự giảm giá của cổ phiếu ha. Đó, cho nên cái giai đoạn mà thị trường điều chỉnh á, cái điều mà chị quan tâm á là cái vị thế mua của mình đang ở đâu và đâu chính là những cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Liệu cổ phiếu nó có điều chỉnh nó giảm về những vùng hỗ trợ chưa? Nếu như mà test lại điều chỉnh lại những vùng hỗ trợ ấy, mà nó mang yếu tố khối lượng thấp á thì đó là cái sự an toàn cao. Đấy, còn nếu như mà gãy những vùng hỗ trợ khối lượng lớn á, cái điều đầu tiên mình làm là mình nên cơ cấu sớm. Đấy còn những cổ phiếu như Bank thì mấy mặt bằng chung nó vẫn tốt hơn gì, hoặc là một vài cổ phiếu như Techcombank nè, cái biên độ trượt giá chủ yếu đến từ phiên nào gì, chỉ trong phiên ATC thôi, nhìn thấy nè gần 51 nè, giảm còn bao nhiêu, còn 50.2 nè, trượt ra đấy khoảng gần 1-2% đấy đó. Cho nên cái yếu tố trượt giá của ngân hàng nó cũng tương tự một vài cổ phiếu dòng trụ hoa, nó đến từ một cái biên độ ATC đấy, nhưng mà khối lượng nó không phải gọi là quá lớn đâu, mà nó cũng tìm lại những vùng hỗ trợ quanh những vùng 50 ấy, chính là những vùng hỗ trợ tương đối mạnh của cổ phiếu như là Techcombank đúng không. Đấy TB cũng vậy nè, đó những con này nó vẫn mạnh thôi, thì chúng ta sẽ chờ đợi quá trình tiếp theo ha. Thì đó là tổng thể cái mặt bằng chung cho ngân hàng đúng không, là một vài cổ phiếu như Vietcombank nè đó, thì nó vẫn là những quá trình nó cân bằng lại qua những vùng đỉnh cổ phiếu nè, cổ phiếu đã phút bức đỉnh rồi nè, ngắn hạn nè thì quá trình test lại là bình thường. Nhịp giảm điểm ngày hôm qua đây cũng là một trong những cổ phiếu mà tổ chức phải điều tiết đó anh chị. VB nè, nó về là những chân hỗ trợ đấy trước anh chị, và qua những mùa nhiêu qua những vùng 35-36 ấy, chính là những cái chân hỗ trợ đấy trước của cổ phiếu như VBank ha. Đấy cho nên nhìn chung cái dòng tổng thể ngân hàng thì em nghĩ là trong ngắn hạn mọi người có thể mình chịu áp lực chung với biến động thị trường, nhưng mà sau một cái biến động chung của thị trường ấy, thì em nghĩ cái gì, dòng nào mạnh nó phải tiếp tục nó quay trở lại với xu hướng của nó thôi ha. Đấy tiếp theo là mình đi phân tích với nhau về dòng cổ phiếu nào, về dòng cổ phiếu dòng đầu tư công đi ha. Nó sẽ có một vài cổ phiếu cho chị mình lưu ý, ví dụ cổ phiếu như SNR đấy. Đấy thì con này bản chất em thấy đề giá ATC nè, nó mất đâu đấy khoảng 1.2 đúng không, còn trước đó vẫn giữ một vùng giá xanh, cho nên với những biến động như thế này thì khách hàng bên em vẫn cho cầm lại. Hiện tại mình cũng đang lãi hơn 25% với cổ phiếu như FCN đấy, thì mình vẫn tiếp tục mình cầm lại, tùy đánh giá dư địa con này nó vẫn còn, quá trình chỉnh rút cổ phiếu ấy, nó vẫn còn, lưu ý. Đấy hôm trước có phiên xét cao nè, tới cái cục kéo nè, hôm nay bản chất nếu như mà thị trường chung nó tốt ấy, thì những con này có thể kéo trần là bình thường anh chị, nhưng mà hơi đen đúng không, hơi đen một chút ha. Đấy hoặc là một vài cổ phiếu tiếp theo mình chỉ thấy được như cổ phiếu HT1 đi,
với cổ phiếu như HT1 ấy, thì cũng là những cổ phiếu mà nó bị áp lực mà nó tác động chung với thị trường thôi đấy, và cũng là biên độ điều chỉnh nhưng mà khối lượng nó không phải còn quá lớn đâu. Mình nhìn qua tiếp theo với một vài cổ phiếu dòng dầu khí ha. Đấy thì đối với các bản chất dòng dầu khí ấy, thì cái giá dầu thế giới vừa rồi cũng tương đối là biến động xung quanh cái cuộc họp của OPEC đúng không, thì họ sẽ tiếp tục họ nâng cái sản lượng trong quý tiếp theo khoảng 400.000 thùng đấy, cũng như kết hợp với cái việc gì chị kết hợp Mỹ và đồng minh ấy, sẽ mở những kho dự trữ thì cái lượng cung về dòng dầu khí ấy, sẽ cực kỳ lớn trong khoảng thời gian tiếp theo qua đó, thì nó cũng làm cái giá dầu thế giới tương đối biến động đúng không. Thì cái bản chất ngày hôm qua thì mới thấy những lúc giá dầu thế giới cũng tăng được 2-3%, cuối phiên nó cũng yếu tố nó giảm lại thôi đó. Nhưng mà nhìn qua các vận động dòng dầu khí trong nước thì nó sẽ như thế nào, thì đầu tiên ấy, mình nói với dòng cổ phiếu như là dòng cổ phiếu BR ấy, thì ở tổng thể với cái dòng dầu khí ấy, thì cái đà rơi và cái nhịp điều chỉnh trước đó ấy, nó đã rơi rất là mạnh lên chị, cho nên cái đà rơi của cổ phiếu hiện tại trong ngắn hạn nó sẽ không còn lớn đấy. Nếu như mà nó muốn rơi ấy, thì nó phải có một màu phục lên nè, thì nhịp sau nó rơi ấy, nó mới rơi mới mạnh gì đây, quá trình lấy đà rơi nè đó. Còn hiện tại cái đà rơi nó không còn nhiều đâu, cho nên em nghĩ là trong ngắn hạn anh chị nắm dòng dầu khí ấy, thì em nghĩ nó vẫn ổn đó chị ha, nó vẫn ổn thôi đấy. Thì đầu tiên mình nói với nhau về cổ phiếu như là BR, thì nhìn chung hôm qua nó giảm ở đây cũng khoảng cái biên độ khoảng 2-3% thôi, nhưng mà xét về góc độ khối lượng ấy, bản chất nó tương tự một vài cổ phiếu dùng ngân hàng nè đấy, cho nên dầu khí nè, ngân hàng nè, thì đánh giá nó vẫn mang cái xu hướng nó tích cực hơn rất là nhiều trong cái biên độ trường điều chỉnh lớn so với dòng cổ phiếu dùng chứng khoán đúng không đó. Hoặc là một vài cổ phiếu như là BVS đi anh chị, thì nó vẫn em kỳ vọng những cổ phiếu như BVS sau quá trình tạo đáy hoặc đi lên á, nó căng bằng lại được một nhịp sâu á, thì mình sẽ có những cái cơ hội để mình đánh ngắn đúng không. Đây là mô hình gãy nền nè, rũ nè, chờ quá trình căng bằng lại đấy, gãy nền nè, rũ nè, chờ quá trình căng bằng lại. Nếu căng bằng lại tốt, đây cũng là một nhịp anh chị, gãy nền rũ nè, căng bằng lại nè, đặc biệt những biên độ mà căng bằng khối lượng cấp á thì nó vẫn ổn hơn khá là nhiều đúng không. BVD nè, BVD con này mà hôm trước nó mở gáp ấy, thì quá trình nó quay về lắp gáp là việc bình thường đó anh chị đó. Hoặc là một vài cổ phiếu tiếp theo như là bâu đi, thì cổ phiếu như bâu hôm qua nó cũng có biên độ, nó cũng giảm điểm trở lại đúng không. Hôm trước là một cái phiên mà em chia sẻ cho mình là nó test đỉnh mà không thành công ấy, một cái phiên test đỉnh không thành công ấy, thì trong ngắn hạn nó phải căng bằng lại, nếu như mà thị trường không thuận ấy thì nó lại nó điều chỉnh là bình thường đúng không. Nhưng mà nó điều chỉnh về đâu, nó vẫn tiếp tục nó nắm giữ được qua những vùng hỗ trợ này. Thì với cổ phiếu như bâu á, anh chị lưu ý qua những vùng hỗ trợ 13 ha, đấy khối lượng nó cũng thấp hơn chị. BVT nè đấy, những con này vẫn neo giữ là qua những cái biên độ hỗ trợ dưới thôi, qua những vùng 23 ấy là những biên độ hỗ trợ tương đối tin cậy cổ phiếu. Khi mà nó test liên tục những vùng hỗ trợ này, khối lượng càng càng kiệt đi á, càng thấp á, thì nó cho thấy cái lượng cung hàng nhà đầu tư mình đang nắm giữ cổ phiếu không còn nhiều. Những ai lo sợ thì họ cũng đã bán rồi đúng không, nhưng quan trọng nhất là cổ phiếu này phải cần một cái phiên xác nhận hướng lên, khối lượng đi vào thì mình sẽ canh những điểm mình đánh ngắn sẽ rất là phù hợp ha đấy. Một vài cổ phiếu như BLX nè, tiếp tục là cái biên nó test là những biên hỗ trợ đúng không đó, nhưng một vài cổ phiếu này em nghĩ sẽ rất mất thời gian chị ha đấy, nhưng mà test là khối lượng càng thấp thì nó vẫn may xuống nó tốt. Nhưng mà trước đó chị thấy những biên độ giảm điểm một lượng lớn nè đó, thì sẽ rất mất thời gian qua cái dạng phía sau, tại vì tổ chức còn phải cần kiểm tra lượng cung cầu rất là lâu đấy. Hoặc là một vài cổ phiếu như BET đấy, à, hôm nay cũng giảm điểm trở lại đúng không, nhưng mà nó cũng vẫn giữ được nhân quanh những vùng hỗ trợ. Thì nhìn chung thì với một cái dòng cổ phiếu dòng dầu khí á, đặc biệt là một vài cổ phiếu như ôi á, thì đây là những cái biên độ mà nó vẫn có yếu tố đợi giá tương đối mạnh nha đó, cho nên dòng dầu khí thì mình chú ý cực kỳ lưu ý với cổ phiếu như ôi ha đấy. Thì dòng dầu khí mà đánh giá nó vẫn giữ những cái xu hướng đó, tại vì cái đà rơi trước đó nó cũng đã nhiều rồi, một cái đà điều chỉnh rất là lớn á, thì trong ngắn hạn nó không thể nào nó rơi mạnh nữa đâu chị đó. Và em nghĩ là gì, nó phải cần tích lũy lại đi thì nó sẽ tốt, nó sẽ mở ra một cái dư địa cho một cái vận động tiếp theo. Tiếp theo là mình nói với dòng cổ phiếu công nghiệp, thì mình nhìn về hai mã cổ phiếu như RVR đi. Đấy, RVR nó bị trượt giá tương đối mạnh nè. Mức giá trước ATC là mức giá 37.3, sau ATC là bao nhiêu chị? 36.5 đúng không? Đấy cũng test lại những vùng hỗ trợ đấy trước cổ phiếu ha, một nhịp, hai nhịp, nó phải test là ba nhịp là bình thường. Nếu như mà test ba nhịp mà cổ phiếu không khủng á, xí số cổ phiếu này cũng là không cao. Cho nên thì mình nên quan sát nhiều hơn khi cổ phiếu nó test lại về những biên độ gì hỗ trợ đấy trước cổ phiếu. Hoặc là cổ phiếu KBC đấy, thì đây là một trong những cổ phiếu mà vẫn được đỡ giá tương đối mạnh. Cái biên độ mà giảm chưa tới 1% là một yếu tố đợi giá cực kỳ mạnh của tổ chức ha. Ấy họ cũng thể hiện rõ yếu tố dòng tiền. Trước đó cũng đã có trình test đấy ha. Đấy, và những cái nhịp mà nó đợi giá mà nó cân bằng lại được ấy, khi mà thị trường trung chỉnh á, thì những cổ phiếu nào mà đợi giá tốt nè, những cổ phiếu nào mà ít gặp một cái áp lực điều chỉnh ở thị trường chung á, thì đó chính là những cổ phiếu mạnh nhất. Đấy. Thì cái buổi hôm nay á thì có thể là sức khỏe của em cũng không được tốt, hiện tại cũng đang hơi bị đau họng. Cho nên là đôi khi là trong cái quá trình mà em chia sẻ, có những lúc em nói lớn, có những lúc em nói nhỏ ấy, thì anh chị mình thông cảm giúp em ha. Nếu như mà chị nghe nhỏ mình phải bật một cái âm lượng nó lớn hơn đó. Một vài cổ phiếu KBC ấy, thì chị thấy là gì, có thể nó chờ đợi quá trình thị trường cân bằng xong á, nhóm này mà đánh bứt phá vượt những vùng 54 chính là những cái điểm chị mình đánh ha. Đấy, một cực kỳ lưu ý với KBC đúng không, khách hàng bên em thì vẫn cho cầm cổ phiếu này thôi. Một vài cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu dòng thép ha. Thì mình nhìn vào cổ phiếu dòng thép á, đầu tiên là mình nhìn cổ phiếu đầu tiên là cổ phiếu HPG đúng không. Đấy, thì nó cũng vẫn giữ được quanh những vùng chân hỗ trợ anh chị, thì trường công tuần thì những con này cũng tiếp tục cái áp lực mà nó cũng điều chỉnh đúng không đó. Nhưng mà cái xung lực những con này rơi em thấy là không cao đâu, đã điều chỉnh về trước đó rồi nè, đây là những vùng nhiệt, những vùng cân bằng đáy ha. Đấy, là vẫn giữ quanh những vùng hỗ trợ 47-48 thôi. Hoặc là cổ phiếu như Hoa Sen nè, thì chị lưu ý là quanh những chân hỗ trợ bao nhiêu, là quanh những vùng 37 chính là những cái điểm hỗ trợ của cổ phiếu ha, hỗ trợ đây trước nè, đặc biệt là những nhịp mà nó giảm là khối lượng không phải là quá lớn, thì đó là tín hiệu tốt đối với cổ phiếu dòng thép. Hoặc là cổ phiếu như Nam Kim đi. Đấy,
thì nhìn chung với một vài cổ phiếu dùng thép á, nó test lại những cái biên độ vùng đáy trước, khối lượng nó không phải là một khối lượng bán tháo, hoặc là một vài cổ phiếu như là TVN này, đấy cũng tương tự. TLH không trước, nhìn thấy không, những gì mà nó hồi phục lên trước á, là cái giai đoạn cho chị mình cơ cấu trước đi, còn hiện tại giảm là cũng tương đối rác nè. MC cũng vậy nè, nó tăng nó mở gáp nó quay về lắp ráp bình thường đấy. Còn ở đâu đó có một vài cổ phiếu dòng phân bón ấy, thì con last thì nó cũng sẽ có một vài cái câu chuyện nó IPO để nó phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cái đối tác chiến lược đúng không đấy. Thì nhìn thấy cũng có một xung đột nó tăng, nhưng mà nó cũng chưa bứt phá được vùng đỉnh, vùng nổ lượng lớn mà chưa bứt đỉnh ấy, thì nó sẽ rất mất thời gian, nó cho thấy một cái lượng cung ngàn còn nhiều nè, ấy áp lực còn nhiều nè đó. Còn thường những con này mà đánh một cái phiên bao nhiêu, một phiên khoảng đâu đấy khoảng 3,5 triệu cổ phiếu ấy, thì cái quá trình mà nó vượt đỉnh sẽ cao thôi. Nếu như mà không bứt được ấy, thì cho thấy sự đu bám lớn đấy, cho nên thì mình phải tiếp tục mình chờ đợi với cổ phiếu như lá tha, hoặc là một vài cổ phiếu như DCM nè, quá trình test đỉnh nè giảm lại nè, cho nên thì mình lưu ý một chút. Hoặc là cổ phiếu DBM cũng vậy anh chị, quá trình test đỉnh nè giảm lại nè, cho nên cái quá trình cổ phiếu test đỉnh á lại báo thì mình cực kỳ lưu ý với các cổ phiếu dòng phân bón ha. Tiếp theo là một vài cổ phiếu dòng thủy sản dịch may và dòng điện. Thì với một cái dòng mà dịch may á, mình nhìn với cổ phiếu TNG nè đấy, thì nó vẫn là những cổ phiếu mà nó gặp áp lực gì giảm điểm chung với toàn bộ cái cổ phiếu thị trường đó. Và hiện tại mình nhìn chung sau những cái biên độ mà thị trường nó cân bằng lại, cái cổ phiếu này phản ứng như thế nào ha, thì mình sẽ canh những điểm mình xử lý sau. Còn hiện tại nó vẫn giữ những cái biên độ hỗ trợ thôi, nó vẫn tốt hơn gì, nhưng cái này không phải là quá xấu đâu. Hoặc là cổ phiếu VGT nè đấy, cái biên độ mà nó test lại khối lượng không phải là quá lớn đúng không, thì đó vẫn là những yếu tố mà nó mang yếu tố về an toàn tương đối nhiều đó. Và đặc biệt với một vài cổ phiếu của dòng thủy sản dịch may ấy, thì đánh giá một cái giai đoạn mà thị trường cân bằng lại á, những cái này sẽ rất dễ để bứt phá nha, vì cái xu hướng nó vẫn có gì, những cái này xu hướng nó vẫn có nè đấy, vẫn là những cổ phiếu gì vượt đỉnh rồi nè, hoặc là một vài cổ phiếu TNG cũng vậy, một vài cổ phiếu TNG nè mình thấy là cũng là cổ phiếu gì kênh trên nè, xu hướng đi lên nè, yếu tố vượt đỉnh cổ phiếu là cao nè đấy, thì nó vẫn dùng cái trend thôi đó. Áp lực bán tháo không phải là quá lớn, chỉ là bị tác động liên đới với các cổ phiếu trên thị trường. Hoặc là một vài cổ phiếu dòng điện mình nhìn vào BC1 nè đấy, những con này nó gặp vùng kháng cự thì nó sẽ tạo một vài cái biên độ nó cân bằng lại vùng kháng cự. Nếu như mà tích lũy tốt, khối lượng cạn kiệt thì mình sẽ cực kỳ lưu ý với cái cổ phiếu BC1 nha đấy, rất dễ bứt vào những pha chạy nước rút đấy. Hoặc là một vài cổ phiếu như là RI nè thì nó cũng test lại thôi, những con này em nghĩ là nên test lại những cái biên độ vùng hỗ trợ trước ấy, thì nó sẽ tốt hơn khá là nhiều ha, tại vì xu hướng nó cũng là không đẹp. Trong dòng điện con RI là con tốt nhất anh chị đó. Hoặc là một vài cổ phiếu như BOW nè, thì cái xung lực anh nhìn thấy trong một cái pha nó hồi trở lại á, thì nó hồi phục cực kỳ tốt ha đấy, và những quá trình nó cân bằng đỡ giá cũng khỏe đó chị. Con này không phải gọi là quá tiêu cực đâu, nó bị đè trong ATC nè đấy, thì đó là cái bản chất của các dòng cổ phiếu trên thị trường. Trong một cái video ngày hôm nay mình cũng phân tích cho chị mình đâu là vùng hỗ trợ của thị trường, đâu là vùng hỗ trợ của cổ phiếu đúng không, thì cũng chia sẻ ngắn gọn chị mình như thế này: sau một cái cơn bão, chỗ nào trũng thì nó sẽ tiếp tục nó bị ngập đấy, còn chỗ nào mà nông á thì nó sẽ sớm trở về lại với những cái thực trạng hiện tại. Khi thị trường chung giảm thì 80% các cổ phiếu cũng sẽ giảm, nhưng sau một cái nhịp điều chỉnh, cổ phiếu nào mạnh dòng tiền vẫn còn nằm bên trong cổ phiếu ấy, thì sẽ tiếp tục nó cân bằng nó đi lên. Nhưng cổ phiếu nào yếu dòng tiền nó hết ra rồi thì cái dư địa sẽ không còn lớn. Còn cái việc mà thị trường điều chỉnh hay là thị trường tạo đỉnh thì mình sẽ tiếp tục mình để cái câu hỏi này cho thị trường trả lời. Còn với những góc nhìn và quan điểm cá nhân của em thì cũng đã chia sẻ với chị rất kỹ trong một cái video ngày hôm nay ha, nên chúng ta sẽ chờ đợi sau cái quá trình thị trường điều chỉnh như thế này sự cân bằng lại như thế nào, mình sẽ tìm kiếm các cơ hội ở những cổ phiếu mạnh thì nó sẽ xuất hiện. Chị mình lưu ý thì cũng chúc anh chị mình có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại chị mình trong một cái vận động thị trường ở tuần sau. Nếu như mà anh chị nào muốn quan tâm về một cái room khách hàng cộng đồng ấy thì em cũng có để trong một cái phần link mô tả, anh chị mình có thể click vào cái phần link mô tả này, em có để trong một cái phần bên dưới ha. Còn để anh chị mình được hỗ trợ xuyên suốt hơn trong những cái quá trình đầu tư ấy, thì mình có thể liên hệ cho em qua số Zalo 0974046220, thì em sẽ anh chị mình hỗ trợ chị mình trong những quá trình mình mở tài khoản tại công ty chứng khoán VBS và mình về cùng nhau đồng hành tại có tiền VIP trong những cái chu kỳ tiếp theo của thị trường chứng khoán. Xin chào cả nhà.